Xin chào các bạn. Hôm nay Sinh sẽ đưa các bạn đưa Pì Nọng đến hội kéo lèo ở xã Chiến Thắng của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Bây giờ là khoảng 12 giờ rưỡi. Hội mới có từng này người thôi các bạn ạ. Vẫn còn đang vắng, chắc buổi chiều đông hơn. Khá nhiều người đến rồi đây. Đây phía bên này là có chú Bắc Giang. Các chú Hát Ly ở tận Bắc Giang đã lên đến đây rồi. Cháu chào các chú Bắc Giang nhá. Năm mới chúc các chú mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, gia đình an khang thịnh vượng. Có tiền lẻ thì tí mừng tuổi cho cháu nhá. Chú ơi, nhà chú lên đây bao nhiêu cây ạ? Chắc tầm độ 60 cây, hơn 60 cây. Độ 60 cây à? Chú là huyện Lục Ngạn à chú? Lục Ngạn. À thế à. Thế là từ nhà mấy giờ đi à? Tầm 10 giờ. 10 giờ à? Bây giờ là 12 rưỡi thì đi cũng lâu đấy nhỉ? Đi vào nhà thằng bạn chơi một lúc rồi. À đi vào nhà ông bạn chơi một lúc rồi à? Vâng, bây giờ là bây giờ là 1 rưỡi rồi. 1 rưỡi nhưng mà vào nhà bạn chơi một lúc rồi. Vâng ạ. Vâng, chúc các chú đi hội vui vẻ nhá. Đi sang hỏi thăm mấy chị Bắc Giang thí sinh này. Ô các chú Bắc Giang lên đông nhỉ? Các cháu chào các chú nhá. Chào các cô các chị nhá. Ôi giời ơi, xem chị gái xinh tươi Bắc Giang này sao nào. Các chú các anh Bắc Giang này, chào các anh các chú ạ. Cháu rồi. Dạ vâng ạ. Từ bản nâng ơi. Từ bản nâng ơi. Chào chị nhá. Ôi chị gái xinh đẹp. Chị gái xinh đẹp. Vâng. Chào nhá. Năm mới chúc các chú các chị mạnh khỏe nhá. May mắn. Chào nhé. À đang ăn kẹo à? Đến đây là đói lắm rồi. Đeo khẩu trang ăn kẹo làm sao được chị? Đi lên đồi. Chị lên đây bao nhiêu cây chị ơi? Chị đến đây bao nhiêu cây số? 60 cây đấy. Bao nhiêu? 60 cây nhỉ? Chắc bằng 60 thôi. Lục Ngạn à? Lục Ngạn. Chắc các chị đi chung với lại chắc 70 cây ấy. 70 cây à? 60. Hơn 60. Đấy chị xem chị gái ăn khẩu trang ăn kẹo qua khẩu trang này. Các chị gái đi chợ à, đến đây là đói lắm rồi. Các anh cho đấy. Vâng, đói lắm rồi à, các anh ở đây cho à? Các anh Lâm Sơn cho hả? Hội mà mỗi năm đông lắm, hôm nay không kịp ăn lên một trăm hôm. Năm nay ăn Tết to không chị? Năm nay ăn Tết cũng to nhưng mà dịch Covid không vui mấy. Không vui mấy à? Không có đi chơi nhiều không? Được rồi cháu. Vâng ạ. Thấy hôm nọ thấy chú trực tiếp đang ăn cơm hay sao ấy? Có mít của cháu mà. Vâng ạ. Mít của bác ấy, chú đỏ mà. Vâng ạ, cháu thấy rồi. Tiên sinh không? Dạ vâng ạ. Thấy chú quay ăn cơm hay sao hay là làm cái gì nhỉ? Quay ăn Tết Niên. Ăn Tết Niên, Tết Niên đúng rồi. Hôm 28. Vâng ạ. Thế chị mãi không dám ăn kẹo này. Hả? Chị không ăn nổi. Tí chị mới chộp ăn. Thế là cháu hát là hay đấy. Dạ, cháu hát. Vẫn thấy hát. Vâng, cháu buồn buồn cháu hay live stream ạ. Vâng. Hôm nay bé gặp tiên sinh đấy. Mấy lần đi cây chộp chị không biết. Nếu mà nói không phải nói nhưng mà đúng cái mạng của cháu là quay là nét nhất các bạn. Thế ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú. TV mà cho bác mấy hôm nay xem Tết là toàn xem mạng của cháu đâu. À đây ạ, xem tiên sinh TV gì ạ? Xem TV. Vâng ạ. Thế tí nữa chuẩn bị hát si thôi nhỉ chú nhỉ? Chuẩn bị hát thôi. Hát sớm sớm, đi xa phải hát sớm một tí muộn mất. Thôi cháu đi một vòng nữa nhá, chào các anh, các chú, các chị nhá. Để chị ăn kẹo đã. Đi xem con lợn cay tí đã. Vâng ạ. Ôi, một con lợn quay vừa ra lò. Ôi dồi, tay này đi nhanh thế. Mới ra hả anh? Từ đâu ra đây bán đấy anh? Ăn dây thôi. Thôn đâu, trong thôn ơi. Đây. Thôn gì ạ? Nà Cải. Nà Cải á? Cũng xã Chiến Thắng này à? Vâng, xã Chiến Thắng. Vâng. Hội kéo lèo này cũng vẫn là thuộc xã Chiến Thắng nhỉ? Vâng, vẫn là về xã Chiến Thắng thôi. À. Thôn là thôn cuối à? Vâng, các thành viên ra bán lợn quay này. Chúc anh đặt hàng nhá. Vâng, cảm ơn nhá. Vâng. Anh nhá. Vâng ạ. Hội còn vắng nhỉ? Chưa thấy người mấy. Ten 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 ten. Hai bé mặc áo hồng xinh nhỉ. xúc xích nào. À đi xem bán táo, không biết táo bở hay táo dai. Đi như thế gì ở đâu?
các cô gái trẻ đi chợ bắt đầu mua táo ăn cho sinh đấy. Được chưa? Một túi to thế bác. Ăn bao giờ mới hết nhỉ? Ở dưới này có một con lợn quay nữa này. Con lợn quay này bán thấp thế anh. Chào anh nha. Ồ. Đóng con đi. Vâng, tí nữa ra anh ạ. Con lợn xinh ngon lắm. Vâng. Xem các bạn thi bóng nào. Anh đồng ý mai giải chỗ cho em. Tối nay về giải chỗ cho em. Khuôn thế bao giờ mới cao lên được nữa. Anh phải bảo là mùa xuân, mùa xuân, một mùa xuân nhỏ nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân tôi xin hát khúc nơ mai năm bằng. Biết thế nào đi cũng gặp chị gái xinh rồi, thế là mang kẹo đi cho phải không? Thế nhà anh ở tận đâu à? Chị ăn kẹo. Nhà chú này ở tận đâu? Bắc Giang. Ờ, sang trên sang dưới thôi. À, cũng Bắc Giang à? Thế mang kẹo lạc đi cho, chia cho các chị. Đấy. Hôm nay mất cá nhiều. Gặp người sinh này, đây mà... gặp người sinh là phải cho ngay. Chắc cái gì cho được thì chắc cũng cho hết đấy như thế này. Các cô các chị đi xã hội sớm thế? Ở tận đâu à? Đi sớm thế. Xã Liên Sơn đây thôi. À, nhà mình xã Liên Sơn đây á? Xã Liên Sơn là bên dưới à? Chỗ này là thuộc xã gì? Chỗ này là Chiến Thắng. Chỗ này Chiến Thắng à? Thế Liên Sơn là bên kia. Liên Sơn là chỗ có một cái đường rẽ ngoài kia phải không? Hôm qua vừa có hội phải không? Hôm qua có đông không? Có. Cháu ở đâu? Có người hát si không? Cháu ở ngoài thành phố thôi. Ôi ồ, ồ, các chú Bắc Giang này à? Đông lắm rồi. Đông mà. Hôm qua đông không? Có. Có nhiều người hát si không? Có. Thế à? À mà thế mà cháu không biết đi nhờ. Không đông như hôm nay đâu, hôm nay đông nhiều. Hôm nay đông hơn. Hôm nay đông hơn à? Thế hôm qua các chị có hát không? Có chứ. Hát à? Hát mà. Hôm qua có người Bắc Giang lên không? Có. Bắc Giang không lên đâu. Hôm qua không lên đâu phải không? Chỉ Lạng Sơn thôi phải không? Tí chuẩn bị hát si thôi nhờ. Vâng. Đi thì phải hát chứ, bị hát nhá. Vâng, chuẩn bị hát thôi. Con sẽ vào luôn. Mà chung lẹo vả leo luôn. Mà chung lẹo vả leo. Mà chậm lại hô vả leo phi rồi. Đấy. Chú Bắc Giang này đi mua thịt quay về chuẩn bị mời các chị xinh đẹp uống rượu. Đấy thấy chưa? Thấy, đấy, thấy. Dạ vâng ạ. Thấy các chị gái xinh một cái đi mua lợn quay luôn. Mời các chị đi uống rượu luôn. Các chị đang bảo lạnh quá chưa hát si được. Nhưng mà uống rượu vào ấm. Cùng xóm bọn anh à? À cùng xóm à? Xóm mà. Vâng à. Em dạ. Đấy, toàn gặp người Ken thôi. Xem bé này đèo giỏi chưa, được hai người em bé xinh chưa? Em bé đằng sau sắp tuột rồi đấy. có em bé đằng sau sắp tuột phải chưa nghiêng. Ấy hai chị gái xinh đẹp bắt đầu đi uống rượu với các chú kia rồi. Vâng. Chú cũng Bắc Giang nhỉ? À đúng rồi, đúng rồi. Lần trước cũng đi vào ăn nhà mới ở Xuân Tình ấy nhỉ? À không phải.
ở Tâm Phúc. Tâm Phúc nhỉ. Xem hai chị gái xinh đẹp đi xe máy nào. Đi tận Bắc Giang lên đây đấy. Úi dồi, đồng hồ vàng chóe. Đồng hồ vàng chóe. Đi ăn đi. Vâng, chị đi ăn đi, uống rượu đi xong tí hát nhá. Vâng. Vâng, đi đi lên đồi à? Các chị bảo là à vào nhà này quen á? À lên trên nhà trên kia. Vào nhà trước kia xin năm xem nó có cho không rồi đấy. Hôm nay chắc là người quen mà. Chưa kịp ăn cơm thấy đói lắm rồi. Các vâng. Bạn bảo như thế bọn em đi mua thịt lợn cay xong bọn em phải đi ăn nhá. Bảo vâng. Thế bảo ừ. Chị tên là gì em quên rồi. Úi. Tí nữa đi. Tí nữa nhá, tí nữa hát nhá. Ờ. Ấy ừ, hai chị Bắc Giang chuẩn bị lên nhà trên kia uống rượu rồi. Các chú đang chờ đi uống rượu đây. Ôi dưới này họ trồng cái gì mà luống to thế nhỉ? Khoai tây nhỉ? Xin phép các cụ quay một tí nhé. Đây là chắc là bàn thờ thổ công đây. Bàn thờ thổ công ở đây này. Bây giờ Sinh đang đi lên trên nhà của một bác ở trên này. Đồi núi chập trùng đẹp chưa? Bụi chuối. Đẹp nhờ. Con gà kia sắp đẻ trứng rồi, kêu cọc cọc ấy. Đây, ngôi nhà dưới này. Các anh chị, các cô chú chuẩn bị uống nước ở dưới này này. Đến 2 giờ mới hát xi, bây giờ mới có 1 rưỡi thôi. Hai giờ kém nhỉ? Vâng, mời các chú uống nước đi. Các anh uống nước, bà uống nước. Để đến mua rượu lại bà. Nó mà thong tua, thong tua, thấy thong tua rồi. Ừ. Tham tua. Ôi giời, bên đây bạn này mình một thiếu lấy không? Ừ. Mà bạn này giờ là cân 200 á. Ừ. Làm bao sức tử đậu. Thịt cây là trước cái tầm 180. Giờ là 200. Chắc vẫn tầm 200. Bây giờ Sinh đã đưa Pì Nọng lên trên dốc, trên đèo rồi nhá. Trên đèo này mới là chỗ hát xi này. Trên đèo này các cô chú, các anh chị hát xi đi đông lắm. Còn phía dưới lúc nãy hội mà đến đầu tiên ấy, chỗ đấy là để cho các bạn trẻ trẻ ngồi ăn uống thôi. Đây này, đông vui lắm, bây giờ mọi người đã ngồi hát xi rồi. Đấy. Các chị gái Lộc Bình đến đây rồi đấy. Chị này má hồng lắm. Má hồng lắm. Thì các cô chú này được chuẩn bị ghép đôi để hát đấy. Trên đèo này rất là đẹp. Đồi thông, rừng lau, vi vút, gió thổi. Đây mọi người đang chờ để chuẩn bị hát đây. Không phải dưới kia họ đang hát à? Đang diễn không ạ? Các bạn trẻ đang đi hội đây. Các chú, các anh đang đứng chuẩn bị kép đôi đây. Hát đi các cô ơi. Các cô ở tận đâu đến ạ? À? Bắc Giang á? Bắc Giang lên đông lắm nhỉ? Lạnh lắm nhỉ? Ở Bắc Giang chắc không lạnh bằng đây đâu nhỉ?
lên đây lạnh hơn một tí đấy. Đấy, cái chú Bắc Giang này. Chú ơi, chuẩn bị hát thôi. Chuẩn bị hát đi. Ấy giờ. Đấy, xem các nghe các cô này hát tí nữa nào. Các cô này hát đi. Các cô này chưa hát à? Chưa. Này mà. Cùng Bắc, cùng Bắc Giang hả cô? Chiều Lăng Lòng. Ở Bắc Giang không? Bắc Giang rất đông lắm nhỉ? Bắc Giang này đông nhỉ? Đúng ạ. Cần mà các bạn sĩ nào ăn xế tiếng kém mà học tên mà xế này như đã có xế lắm rồi lắm. Vẫn lạnh nhỉ? Tưởng tu anh tưởng không lạnh nó vẫn lạnh. Sao lại như chú chưa hát à chú? Chắc phải chọn gái đẹp phải không? Không xấu đâu mà đẹp mà. Đôi này cặp này là hát đầu tiên đấy, hát trước hội, hát đầu tiên ở hội đấy, hát khai hội luôn. Tung tăng lên đấy. Chú kia còn lên phía kia lấy khung hình đẹp chưa khôn chưa kìa. Mình còn chưa lên được ấy. Các cô, các cô ở huyện Lục Ngạn hay là huyện gì? Chú ở Bắc Giang Lục Ngạn. Biển Đông. Biển Đông à? Biển Đông vẫn huyện Lục Ngạn à? Thế à? Lên tận đây rồi đấy. Đi hội này nhiều chưa cô? Chưa, hôm nay mới bảo lên lên đây xem thế nào. Hôm nay mới lên đầu tiên à? À thế à, hai cô khác lên. Đi một xe à? Ấy giờ. Có đàn ông mấy người mà. À đẹp, vâng, đàn ông mấy người đó à? Cái dây gì thế lô, tí bắt về luôn đấy, cài cái dây kia vào tí bắt về luôn rồi, không được đi về rồi. Cô nhé, chào cô. Mày mưa nó sẵn luôn.
Đấy, các anh trai này là ở trong Tân Thành. Đây các chú này đâu ấy không biết. Kim đây các chú này cũng Bắc Giang à? Lộc Bình ơi. À Lộc Bình à? Đi đường này đường xuống đi à? Đường không phải, xe ô tô này hỏng lên chính nhá. Vâng ạ, à, chào anh ạ, à, chào chú. Lộc Bình, Lộc Bình đến đây rồi. Đông lắm rồi, bây giờ hội đông lắm rồi nhá. Bây giờ hội khá đông rồi đây này. Các cô chú các anh chị đang ngồi tìm chỗ hát rồi. Bên kia nó chưa sang. Đang mời à? Đang mời à? Đứng ra không đợi đây mà. Đang mời hai cô bên kia chưa sang à? Đang chuẩn bị 10 người. Ấy ơ, thêm mời đi. À, hai cô đang hát bên này này, chuẩn bị sang. Tí hát vào mới sang được. Vâng, xem vào nhịp không đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, sao vào đây sang đi cô. Sang ngồi gần nhau thôi. À, chú kia ngồi tít bên kia kìa. Sang đi, sang đi. Đấy, các cô sang rồi, các cô sang rồi. Chào chị Bay. Các chị đứng đây à? Hát à? Hát chưa? Chưa. Lấy máy nhá. Chưa quay đâu, chưa biết hát câu nào mà. Hát vài câu là vào mà. Chưa biết hát câu nào chứ. Đây là hai chú đến từ Bắc Giang nhá. Nhà là cái đại tu anh là đại tu. Ê ơ hai chị kia nữa. Xin chào các bạn, mời các bạn nhé, khi giao duyên của Kéo Lèo năm 2022 nhé. Hai chú đến từ Bắc Giang hát với hai cô gà ở Lạng Sơn đây. Để chéo chéo là thấy số ô tô lắm. Hai chú Bắc Giang đẹp trai. Ôi ồ, rất nhiên này. Hoa đào. Đi sang bên này nhá, xem các chị bên này hát nhá. Đấy, các anh trai đẹp bắt đầu đến dần dần rồi đây. Chào các chú ạ. Chào anh ạ. Đấy, hai chị gái đang hát đây. Mình đặt kiểu gì cho nó cao lên được đây. Đấy, chị Bay. Một lúc đã. Thôi quay luôn đi. Không đâu, quay luôn. Sợ gió thổi bay lắm. Chúng trước đây không đặt máy nhỉ? Đặt cả bên trên bên kia nữa. Vâng. Đặt chỗ này á? Hả? Sao anh đứng ở đâu? Đứng đây. Đứng đây á? Vâng, đứng đây được mà. Sang đây đẹp hơn. Sang đây thấy hội đông à? Đi sang đây. Chị. Ô, không đi quay đâu, hát không thôi. Cay một tí thôi. Cay một tí tẹo được nhá. Ờ, cay một tí tẹo thôi. Một tẹo bằng này thôi. Một chị Lộc Bình, một chị Chiến Thắng, hai anh trai Lâm Sơn. Chiến Thắng à? Chiến Thắng à? Thế chị này cũng Chiến Thắng mà? Quảng Lạc. À, Quảng Lạc thôi à? Lạc quên chị à? À, chị Quảng Lạc. Ai nhà tổ sai
nhà ca sĩ thân tình yêu ai buồn nhà phải chi lo đông quá, hồi đông quá. Ba pơi vớ. Các chị hàm lắm rồi, các chị chia tay rồi nhá. Rồi, cảm ơn các anh chị nhá. Thế là các anh chị chia tay, chúng ta đi xem các cặp đôi khác. Bây giờ hội đông hơn rồi nhá. Rất đông các anh chị đến này. Trai xinh gái đẹp. Đến hội kéo lèo, tét tèo tèo. Ồ, các chị gái Bắc Giang đứng đây hát à? Các chú Bắc Giang ngồi bên kia hát. Đấy. Ngồi đây hát kìa. Đấy, các chú này đang chuẩn bị ghép đôi đây. Hai chị gái xinh xinh này, hai chị Bắc Giang lúc nãy bây giờ uống rượu má hồng rồi bắt đầu hát rồi đây. Đấy. Hát rồi vơ. Vừa hát vừa cười hi hi luôn. Để xem các chị hát đi nha.
nhà bữa chế ở đây là người trình cử đã kéo cả má hồn kéo mặt cầm cái đi tên hành tài đi nế tài tên hành tài non nế tài bảo nhắn đi cầm đi đi không quay được lắm, không cái này bị cứng phải rút lên mới được, không phải rút được như kia bên này, vâng. Lên lên đây đi, lên đây đi nào. Đấy. Không chỉ còn xem má hồng của chị thôi, thấy chưa hồng chưa? Đấy, xinh lắm. Hồng rực luôn. Thế này phải 4 năm chén rượu đấy nhỉ? Một chén thôi. Hai anh chiến thắng để trai đây. Một chén mà hồng thế này được. Một chén thôi. Một chén chỉ hồng bàn chân thôi. Má hồng này mà còn dép. 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 Má hồng này mà còn chị ơi, chị đến lên đây đi, nghe chị lên đây đi, lên gần nhau đi, em tay bên này nhá. Hai chị đứng lên gần nhau đi, chị đi lên đi, chị đấy đấy đúng rồi đấy, má hồng lắm rồi, dịch vào một tí nữa chị kỷ niệm đi kéo lèo mới được chứ, kỷ niệm mà kéo lèo nó bay hết cái khăn đi luôn. Không sợ đâu. Mặt xinh là được, khăn không cần. Khăn không quan trọng. Ốc đi ẩn mà phản cái gì đấy. Chỗ này được rồi, chỗ này được rồi. Không cần đi nữa đâu, đi là hết câu đấy. Đang hay thì không sao. Đứng ở xe mới sợ, mới say không sợ đâu. Để cháu lùi cho.
chế độ kinh yếu à? Kinh yếu nào? Bye bye nhá. Cảm ơn tất cả quý các bạn nhé. Cảm ơn chị nhiều nhá. Xin chào các bạn, các bạn trong video này rồi. Thế là các anh chị chia tay rồi. Quý vị nhớ bấm đăng ký để đón xem. Hai chị gái xinh xinh rất nhiều nha. Chị gái xinh xinh nhá. Follow mấy mà trời nắng quá các chị ơi. Trời nắng quá các chị, còn chị xem có. Xem có hả? Vâng vâng. Quay về đây xem đi, không sợ bay không đẹp, không khăn bay bổng đi hết rồi. Đẹp. Để em phát làm đẹp cho các chị. Đẹp đẹp đẹp. Sợ cho bọn chị chẳng nói còn nữa. Trở lại chứ. Nó ra tiền. Tên đông người hát xì quá. Em trả ren thôi. Tên. Xinh rồi. Nó rủ với ăn rồi. Tô tát vậy. Mai là ngày kia là lên nhá. Mai là ngồi ở Quảng Lạc đấy. Đông vui chưa? Hai cô này Bắc Giang không? Cháu quay một tí nhé. Cháu sẽ cùng nghe các cô chú này hát nhé. Hơi nắng nhỉ? Đang đây không? Hả? Quay một tí. Đấy, hai chị Bắc Giang. Anh này xấu hổ quay mặt đi rồi. Trồng lúa cùng trồng đây, cùng vượt tới cùng đam mê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình về đến chiến thắng rồi, đến Chi Lăng rồi. Quay đi Khái. Tiếp tục sang bên này. Đấy, lại xem các cô chú này hát tiếp. Tắt rồi. Ta sẽ tới ai ở kia.
dậy rồi á? Ồ, đã xong đâu. Mấy ông tiễn rồi 5 phút nữa. Ủa, tôi khấn máu. Ôi ôi, bà cười à? Quay nốt đôi này. Đôi này là đôi này là muộn nhất hội. Nhất là đôi này buồn nhất rồi. Đi nhà anh ấy chơi đi, còn quay mình nữa. Anh ấy chờ đấy. Sau đây nghe hát gì đó anh nhá, về đi sớm. Sau khi hôm mà nữ đeo má nữ. Dạ vâng. Vâng. Chờ lâu quá. Chia tay rồi, bắt tay đã, Vâng. Nhà xe nô bộ tù mơ, lẻ mê dù mơ. Nhà xe mơ anh. Nhà bố kê đang ta gà lối cơ mà. Nhà cơ tế bài lê chơ, lê bài lê chơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đông lắm rồi nhá. Đây này rất đông các cô các chú các anh chị đến đăng ký này. Chụp ảnh đẹp thế. Rất nhiều đôi này. Hai người mới nhỉ. Vâng ạ, chào anh ạ. Xem các cô chú hát một tí nhá. Các chú Bắc Giang ấy nhỉ? Hai cô, hai chị Yên Trạch đúng không? Sao lại đứng lên thế? Xấu hổ à? Chân mỏi rồi á? Hai một lúc nữa. Và tất kỳ 3 lúc theo phút này đấy. Và theo phút này đấy. Và theo phút 15 phút nữa. Vâng. Vâng. Khi nào cháu bảo đủ thì được nhá. Bắc Giang với Lạng Sơn chuẩn bị chia tay nhau rồi. Lục Ngạn với Yên Trạch và Cao Lộc. Đeo khẩu trang thế con. Cáo nhá, quay nhá. Đây hai chú Bắc Giang, hai cô này không biết ở đâu ấy. Lạc Sơn thôi nhỉ? Biết Lạc Sơn thôi nhỉ? Đấy. Vâng. Vâng. Ờ đúng rồi, sang đây. Đúng rồi, chỗ này đẹp đấy.
Ấy, đẹp lắm mọi người. Ô. Nó vừa nghỉ, cho cái chỗ vừa nghỉ thôi mà. Quay đi quay đâu? Quay đâu? Bên kia xem cho nó hát đi coi. Thế quay đôi này đi. Ôi, quay đôi này, chú quay rồi đi, quay chú quay. Cái này thấp lắm không được. Cái này phải đứng mới được. Chị lão rồi. Cái này buồn lão. Cái này tàng cái mang chống Covid. Vượt máy chưa? Chưa. Cái này cất đi thôi. Cái này cầm vừa cái này. Cái này vừa cái này. Vâng. Nọng mà bị nọng FT nhá. Hai chị gái Xuân Long đây rồi, hai chú Bắc Giang đây rồi. Dịch lên đây, cháu quay từ đây. Chú đứng ở đây đi, chú đứng lên đường đi. Đấy. Đấy. Hát đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là các cô chú chia tay rồi. Video sẽ dừng tại đây nhá. Cảm ơn các cô chú. Rồi. Video sẽ dừng tại đây. Tạm biệt Pì Nọ, tạm biệt Pì Nọ. Chia tay về rồi. Đấy. Phía bên này là hai chị gái Tràng Cát đây. Tràng Cát với Sơn Long. Vâng. Vâng. Đây có người rồi. Sang bên này quay một tí. Cháu quay một tí nhá. Bà nhá. Các bà ở đâu ấy? Các cô ở đâu ạ? Vân Sơn á? Các chú này ở đâu ạ? Hả? Bắc Giang á? Các chú Bắc Giang à? Các chú Bắc Giang á? Chú luôn gần đây gần một tí được không? Hai chú vào gần nhau một tí đi. Đấy. Được rồi. Vâng ạ, à, Tiên Sinh TV ạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Sợ gió bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lành nhạc cái là gì vậy? chưa đẩy bình an nhá. Chưa đẩy à sang đấy là xem mai chú này chia tay tiếp đấy. Các chú Bắc Giang chuẩn bị về là mặc quần rồi. các cô vẫn hát theo mãi. Chuẩn bị chia tay rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tòa bà ơi phim ca nhà lên lên đôi đủ như lẻ đôi là như các chú Bắc Giang về đường này luôn à? Các chú đi về rồi. Chúng ta lại sang bên này, sang bên này tiếp. Cháu xem các chú hát một tí nhá. Cô chú này vẫn ngồi hát đây mãi này. Mời phía nọ tiếp tục nghe theo chú hát thì nhá. Oh, no.
ta. Không sợ đâu, cháu cầm xuống cho. Có, đứng xuống đây đẹp hơn. Nhắn
đam mê chưa ký bản nhà chưa ký Thế là các anh chị chia tay nhau rồi. Đã chia tay rồi. Video sẽ dừng tại đây nhá. Cảm ơn Pì Nọng đã xem, xin tạm biệt ạ. Sao 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 s
Cảm ơn các cô nhé. Không thấy gì rồi. Không thấy gì á? Tôi ôm buông rồi. Xem các anh này hát tiếp. Đang chia tay à anh? Hả? Hàm rồi á? Hàm rồi, tôi chia tay rồi. Vâng, chia tay nhá, em nghe chia tay tí. Tiếp tục sang bên này.
xem các cô chú này hát tiếp. Xem các cô chú này hát tiếp. Đấy, các cô xinh thế. Thằng Thái để này sợ đổ lắm nhỉ. Mười phút nữa thôi chú ạ. Một tiếng nữa.
Chia tay thật rồi. Vẫn phục của bạn. Tả phòng ngon cái tả. Dạ khách ngã mà cho đá đai ơi bồi. Hello các bạn trẻ xinh đẹp. Chú ơi, con cháu không hát là chú phải quay sang kia. À, lại quay sang đây nhá. Vâng, con đồ dưới trẻ. Đi mờ thật rồi vợ. Nhà phải mở bao bì à bao ơi ai sợ bà. Nhà mái cha đi trai, nhà đi trai ơi. Nhòi mơ ăn. Nhà phải mở bao ta là sao ơi ca kêu. Ô cái xe tự đi. Sợ nãy. Nhà bảo vệ tô lô bảo phi ơi cao xì. Nhà phải kể có tè mưa lè có da mơ. Ủa, một tay nữa chứ. Ai nhà thế kế tô bồ lùm lê tô mi lơ. Ai nhà ná ta tô bồ á kì ơi lông đồ. Nhà mát ca theo về sơ lẹ theo về sơ nhà sông ao ai nhà ca chế đô pha la phê gơ ê đô ai nhà tê đá ông thơ màu lê ông phi ơ nhà pha phê nhà sáng mê lũ tiền gà luôn ơi hè đường nhà cái chú má sò lâu lẹ má khi ơi vâng, đây là các cô chú chia tay rồi. Mai đi Bắc Mòng và tiếp. Bắc Mòng ở mai Bắc Mòng. Vâng, ở dưới Bắc Mòng mà. Vâng ạ. Ở dưới Bắc Mòng mà, anh ở dưới Bắc Mòng. À, anh ở dưới Bắc Mòng à? Vâng. Bắc Mòng à? Vâng. Trời sắp tối rồi, mọi người đi về hết rồi. Đấy, còn được một cặp về muộn nhất đấy. Cặp về muộn nhất. Vừa rồi hai cũng cặp này muộn nhất đấy. À đây ạ. Vâng. Hai cặp. Vâng ạ. Nhưng mà hát với vợ chẳng khác thôi. À đúng rồi. Cặp chẳng khác thôi. Vâng. Lên đây quay mới đẹp Thái ơi. Chia tay rồi nhá. Thank you.